Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 16 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 phần đại số. Bài 16 đề bài như sau. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau có thể áp dụng quy tắc đổi dấu với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn. Vậy thì thứ nhất là để tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức, ta cần phân tích các mẫu thức đã cho thành nhân tử. Thứ hai là chọn mẫu thức chung là tích của các nhân tử số và các biểu thức xuất hiện ở các mẫu riêng. Trong đó, nhân tử số là bội chung nhỏ nhất của các nhân tử bằng số ở các mẫu riêng. Với các biểu thức, ta sẽ lấy biểu thức có số mẫu cao nhất. Vậy, đầu tiên chúng ta sẽ đi làm ý A. Phân thức thứ nhất của chúng ta như sau. 4. X bình phương trừ 3X cộng 5 tất cả chia cho X mũ 3 trừ 1 và phân thức thứ hai 1 trừ 2X tất cả chia cho X bình phương cộng X cộng 1 phân thức thứ ba là trừ 2. Vậy đầu tiên ta sẽ đi phân tích. Thầy sẽ không ghi đầu bài này nhé. Ý A, phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung. Mẫu thức thứ nhất là x mũ 3 trừ 1 thì cũng sẽ bằng x mũ 3 trừ x mũ 3, đây là hằng đẳng thức đúng chưa, thì nó sẽ bằng là x trừ đi 1 tất cả nhân với x bình phương trừ đi x cộng với 1 bình phương thì vẫn là 1. Mẫu thức thứ hai là x bình phương cộng x cộng 1, x bình phương cộng với x cộng với 1 cũng bằng chính nó đó. Đây. Thầy xin lỗi, đây sẽ là cộng ạ. Là x bình phương cộng với x cộng 1. Mẫu thức thứ ba chúng ta là bằng 1 ở dưới này đúng chưa? Vậy thì chúng ta không cần phải phân tích nữa mà chúng ta suy ra được mẫu thức chung luôn. Mẫu thức chung của chúng ta sẽ là x trừ 1 nhân với x bình phương cộng x cộng với 1 đúng chưa? Vậy thì nhân tử vụ nếu mà bạn nào mà đã biết làm dạng này rồi ấy thì chúng ta có thể bỏ qua, không nhất thiết, bởi vì các em cũng đã quá quen rồi. Đó, còn không thì chúng ta vẫn sẽ phải thực hiện như bình thường. Vậy thì bây giờ thầy cũng sẽ thực hiện như bình thường. Các bạn sẽ lấy x trừ đi 3 chia cho chính nó thôi đúng chưa? X mũ 3 trừ đi 1 chia cho x mũ 3 trừ đi 1 đó sẽ bằng là bằng 1. Nhân tử phụ thứ hai x mũ 3 trừ đi 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1 thì lúc này chúng ta phân tích ở đây đúng chưa? Vậy thì chia cho thì nó sẽ còn là x trừ 1 đúng chưa? Thế còn mẫu thức nhân tử phụ thứ ba của chúng ta sẽ x mũ 3 trừ đi 1 chia cho mẫu của âm 2 này là 1 đúng chưa? Vậy thì cũng chính là bằng chia cho 1 thì sẽ bằng x mũ 3 trừ đi 1. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi quy đồng. Về quy đồng ở đây ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng
lần lượt từng cái phân thức một. Phân thức thứ nhất là 4x bình phương trừ đi 3x cộng 5 phần x mũ 3 trừ đi 1. Phân thức này chúng ta thấy rằng là không cần phải quy đồng nữa, bởi vì mẫu của phân thức này cũng chính là mẫu thức chung rồi, đúng chưa? Phân thức thứ hai đó là 1 trừ đi 2x tất cả chia cho x bình phương cộng với x cộng 1. Ta sẽ đem nhân cả tử vào mẫu với nhân tử phụ là x trừ 1, đúng chưa? Bằng 1 trừ đi 2x tất cả nhân với x trừ đi 1 chia cho x bình phương cộng x cộng 1 nhân với x trừ đi 1. Kết quả của chúng ta sẽ được bằng một trừ đi hai x nhân với x trừ đi một tất cả chia cho x mũ ba trừ một, đúng chưa? Tiếp theo ý cuối cùng là trừ hai thì ta sẽ bằng trừ hai nhân với x mũ ba trừ một tất cả chia cho x mũ ba trừ một. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Phân thức thứ nhất 10 phần x cộng 2. Phân thức thứ hai là 5 phần 2x trừ 4. Phân thức thứ ba là 1 phần 6 trừ 3x. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải phân tích. Thế thì ở đây các em nhìn thấy chúng ta có thứ nhất là chúng ta thấy 6 trừ 3x, đúng chưa? Còn những cái mẫu khác thì lại có x trước, đúng chưa? Mà x lại dương, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ phải phân tích như sau. Chúng ta sẽ phải đổi cái phân thức thứ ba này về mẫu thứ nhất là có phần biến x này mang giá trị dương lại, và đúng chưa? Đấy, chúng ta sẽ cần phải phân tích áp dụng quy tắc đổi dấu vào để thực hiện thôi. Đầu tiên ta có 1 phần 6 trừ đi 3x sẽ bằng trừ a trên trừ b, đúng chưa? Thì bằng trừ 1 chia cho trừ của 6 trừ 3x bằng trừ 1 phần trừ 6 cộng 3x, đúng chưa? Vậy thì chúng ta áp dụng tính chất giao hoán vào sẽ là 3x trừ đi 6. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu thức chung. Mẫu thức thứ nhất là x cộng 2 thì cũng chính bằng x cộng 2 thôi, đúng chưa? Thứ hai là 2x trừ đi 4 ta lấy 2 làm nhân tử chung cho còn là x trừ 2. Tiếp theo mẫu thức thứ 3 ta có 3 trừ 6x là chúng ta phân tích ở đây, đúng chưa? 3x trừ 6x bằng thì xin lỗi là 3x trừ 6 ạ. 3x trừ 6 thì nó sẽ lấy 3 ra làm nhân tử chung, trong sẽ còn là x trừ 2, đúng chưa? Vậy chúng ta suy ra được mẫu thức chung là đây có 2 nhân 3 là bằng 6.
có x cộng 2 và x trừ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm nhân tử phụ. Nếu mà bạn nào đã quá quen với tìm nhân tử phụ rồi thì bước này chúng ta có thể bỏ qua nhé. Tuy nhiên thầy vẫn khuyến khích các bạn thực hiện. Đối với những bạn mà học sinh giỏi thì không cần, không sao cả, chúng ta có thể bỏ qua. 6 x cộng 2 nhân với x trừ 2 chia cho, đầu tiên là x cộng 2 bằng 6 nhân với x trừ 2, đúng chưa ạ? Tiếp theo 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2 chia cho 2 nhân với x trừ 2, đúng chưa ạ? Kết quả chúng ta 6 chia cho 2 sẽ được là 3 x cộng 2, đúng chưa ạ? 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2 chia cho 3 nhân với x trừ 2 sẽ bằng 6 chia 3 thì bằng 2 nhân với x cộng 2 ở đây, đúng chưa ạ? Sau khi mà chúng ta tìm ra được nhân tử phụ rồi, tiếp theo công việc chúng ta cần làm đó là quy đồng, đúng chưa ạ? Bước cuối cùng. Phân tích thứ nhất là 10 phần x cộng 2 sẽ bằng 10 nhân với nhân tử phụ, đây là 6 nhân với x trừ 2 chia cho x cộng 2 nhân với 6 x trừ 2. Kết quả ta sẽ bằng 10 nhân 6 thì bằng 60 nhân với x trừ 2, tất cả chia cho 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2. Phân thức thứ hai là 5 phần 2x trừ 4 sẽ bằng 5 nhân với 3 nhân với x cộng 2, tất cả chia cho lúc nãy chúng ta phân tích là mẫu của phân thức thứ hai là 2 nhân với x trừ 2 nhân với 3 nhân với x cộng 2. Kết quả ta sẽ bằng là 5, 3 là 10, 15 nhân với x cộng 2, tất cả chia cho 2 nhân 3 là 6 với x cộng 2 nhân với x trừ 2. Tiếp theo là phân thức cuối cùng. Một phần 6 trừ đi 3x bằng, theo lúc nãy chúng ta phân tích ở trên này sẽ là bằng là âm 1, đúng chưa? Âm 1 chia cho mẫu ra phân tích là 3 nhân với x trừ 2 sẽ bằng âm 1 nhân với nhân tử phụ chúng ta tìm được là 2 nhân với x đây, thì mở đóng ngoặc âm 1 này vào nhân với 2 nhân với x cộng 2, được chưa? Thế thì phần này thầy sẽ không để trong ngoặc nữa, thầy bỏ đi. Thế sẽ là thầy chia cho, lúc này chúng ta phân tích là được 3 nhân với x trừ 2 ở đây, đúng chưa? 3 nhân với x trừ 2 nhân với 2 nhân với x cộng 2, kết quả ta sẽ bằng
là âm 2 nhân với x cộng 2. Tất cả chia cho 6 nhân với x cộng 2 nhân với x trừ 2. Chưa? Vậy là thầy đã vừa hướng dẫn các em giải xong bài tập số 16 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 phần đại số. Thì chào tất cả các em.